Trong trời đất có thiên thần Có quỷ thần Trong thiên thần quỷ thần Có một loại Chuyên môn đi làm công tác điều tra Từ quá chi thần Chính là những người đi làm công việc giám sát Họ thường ở thế gian Để quan sát các vị phải nên biết Thiên thần và quỷ thần Phật ở trên kinh Nói họ đều có ngũ thông Ngũ thông này của họ là do phước báo mà có Trừ lậu tận thông họ không có Còn thiên nhãn thiên nhĩ Tha tâm túc mạng thần túc Họ thấy đều đầy đủ sức mạnh thần thông của địa thần không bằng thiên thần đương nhiên năng lực này của thiên thần thì không thể so sánh với người tu hành chính quả nhưng đối với người thế gian chúng ta mà nói năng lực đó thì họ có đầy đủ khởi tâm động niệm của chúng ta họ đều biết đều có hồ sơ ghi chép sau khi chết rồi phải chịu sự phán xét sự phán xét này phần sau của quyển sách này nói đến rất nhiều tạo tác của chúng ta không chỉ là hành vi hành vi thì rất là nghiêm trọng mà khởi tâm động niệm cũng đều là tạo tác khi minh bạch những chân tướng sự thật này tâm lo sợ của chúng ta liền sanh khởi tâm lo sợ là khiếp sợ ác báo Ta khởi niệm ác Làm việc ác Tương lai ác báo Quyết định không thể tránh khỏi Nên gọi là Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát Đạo lý cùng với sự thật này Người đời nay rất ít ai biết được Người không có thiện căn Không có phước đức Ta nói với họ Họ cho đây là mê tín Họ nói đây là thần thoại Họ không thể tin Không thể tiếp nhận Khi quả báo hiện tiền Thì hối hận không kịp nữa rồi Họ không thể tin Đây là nghi Tham sân si mạng nghi Đây là phiền não rất nặng Chướng ngại trí huệ của bạn Khiến cho bạn tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên phật ở trên kinh đã nói với chúng ta đây là nói trên kinh hoa nghiêm mỗi một người khi vừa sanh ra thì có hai vị quỷ thần đi theo bạn rồi cả một đời đều không rời khỏi bạn hai vị thần này ở trên hai vai chúng ta tự mình không thể phát hiện người khác cũng không nhìn thấy một vị gọi là đồng sanh một vị gọi là đồng danh hai vị thiên nhân này cũng xem như là thiên thần họ cả đời giám sát chúng ta ngày đêm đều không rời khỏi chúng ta thì không nhìn thấy họ hai vị thần này trên kinh phật cũng có tên gọi khác là thiện ác đồng tử một vị thần thì giám sát cả một đời làm thiện của ta một vị thần thì giám sát cả đời tạo ác của ta bạn có thể trốn khỏi hay không không cách gì trốn khỏi rồi đây là phật nói ở trên kinh hoa nghiêm trên kinh đại thừa gọi là hai vị đồng tử thiện ác cũng chính là đồng sanh đồng danh mà trên kinh hoa nghiêm nói chúng ta học phật nhưng tin phật quá khó tôi đã từng nói với các vị sau khi xuất gia hai năm tôi mới thọ giới sau khi thọ giới rồi tôi đến đại trung thăm lão sư lý lý lão sư khi vừa gặp mặt liền chỉ vào mặt tôi rồi nói ông phải tinh phật tôi cũng sững sờ ra Tôi học Phật 7 năm thì xuất gia Sau khi xuất gia thì liền giảng kinh Dạy học ở Phật học viện Tôi bắt đầu giảng kinh dạy học từ ngày xuất gia Đã giảng kinh được 2 năm rồi Lão Sư Lý khi vừa gặp mặt Chỉ vào tôi bảo là phải tin Phật sau đó ngài giải thích với tôi là có rất nhiều người xuất gia đến già chết rồi bảy tám mươi tuổi vẫn là không tin Phật tôi lúc này mới dở lẽ ra làm sao mới gọi là tin Phật tất cả lời dạy bảo của Phật ta có thể lý giải ta có thể y giáo phụng hành thì gọi là tin Phật ta không hiểu rõ đạo lý Ta không làm được là ta không tin Phật. Ở đây chúng ta mới hiểu ra, thật sự có biết bao nhiêu người cả một cuộc đời mặc bộ y phục này, ở ngay trong chùa chiền mà không tin Phật. Không chân thật y giáo phụng hành. Người xuất gia như vậy Người tại gia cũng là như vậy Cho nên trong tính Nhất định phải có nguyện, có hạnh Nếu như không có nguyện, không có hạnh Vậy thì không gọi là tính Trong tính Nhất định phải đầy đủ Giải hành chứng tính giải hành chứng Giải là thông đạt Tương tận đối với lý luận Phương pháp Cảnh giới mà Phật đã nói Hành là phải đem nó áp dụng Chứng chính là khế nhập như vậy thì ta mới được thọ dụng chân thật Trong Phật Pháp gọi là Được lợi ích chân thật Cho nên ngôn ngữ của Phật Giống như Thế Tôn ở trên Kinh Kim Cang đã nói chân ngữ giả Chân là quyết định không giả Thật ngữ giả là quyết định không hư dối Như ngữ giả là quyết định tương ưng với sự thật Bất tăng bất giảm gọi là như ngữ Bất cô ngữ giả là không lừa gạt chúng sanh Bất dị ngữ giả là quyết định không nói lời theo dệt Không nói hai chiều Lời nói giống như thật mà lại giả thì phật không nói những lời này lời nói của phật là khẳng định phật nói với chúng ta mỗi một người chúng ta cả một đời này đều có hai vị thiên nhân là thiện ác đồng tử ngày đêm đi theo một phút một giây cũng đều không rời khỏi chúng ta khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác nếu như chúng ta thường xuyên có thể nghĩ đến hai vị thiện ác đồng tử này luôn ở bên cạnh chúng ta thì khởi tâm động niệm lời nói việc làm của ta làm sao có thể dám không cẩn trọng chứ Lời nói này của Phật quyết định không phải là giả Nhất định không phải là lời lừa gạt chúng ta Chúng sanh Từ vô thủy kiếp đến nay Phiền não tạp khí Tích chứa rất sâu dày Vào thời xưa có cha mẹ dạy bảo có thầy dạy bảo bè bạn khuyên bảo hoàn cảnh tu học rất tốt cho nên ác nghiệp của chúng ta ít thiên nghiệp tương đối nhiều cảnh ngộ chúng ta bây giờ không giống như vậy rồi văn hóa xưa truyền thống xưa người hiện tại không cần nữa không tin tưởng nữa cho nên cha mẹ cũng không biết mà dạy chúng ta thầy cô cũng không để ý đến những việc này thế là trong cả đời này chúng ta tùy thuận phiền não tùy thuận tập khí tạo tác tội nghiệp vô lượng vô biên chúng ta làm sao mà không đọa lạc chứ làm sao mà không bị sự trừng phạt của thiên địa quỷ thần cá nhân như vậy gia đình như vậy thế giới cũng là như vậy các vị xem các quyển sách về tiên tri ở trong các nhà sách hiện nay có rất nhiều tôi rất ít đi vào nhà sách có nhiều vị đồng tu đã mua đem đến đưa tôi xem, tôi bây giờ cũng không cần xem nữa. Nói là năm 1999, năm 2000 là ngày tận thế. Người thế gian tạo tác tội nghiệp quá nhiều, thượng đế tức giận muốn trừng phạt người thế gian. Cách nói này cũng phù hợp với đạo lý của cảm ứng. tại vì sao người thế gian đều tạo ác vậy vì không có người dạy họ tại vì sao không có người dạy vậy phật bồ tát đại từ đại bi vì sao không giáng sanh ở thế gian này để dạy dỗ chúng ta vì người thế gian không chịu tiếp nhận cho nên mới có đại kiếp nạn này hôm qua có một vị cư sĩ đến thăm tôi hỏi tôi kiếp nạn này có thể tránh được hay không tôi nói lời thật lòng là rất khó tránh khỏi lý luận và phương pháp để tránh nhất định là có nhưng không cách gì thực hiện ai có thể sửa lỗi đổi mới ai có thể chịu buông bỏ lợi ích của chính mình vì xã hội vì chúng sanh phục vụ nếu như không chịu buông bỏ tự tư tự lợi vẫn cứ làm những việc tủ người lợi mình thì kiếp nạn này không có cách gì tránh khỏi rồi cho nên phải hiểu được chân tướng sự thật này thiên địa hữu tư quá chi thần chúng tôi chỉ giới thiệu ra Hai vị Đồng sanh đồng danh mà Trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Ngoài hai vị này ra Những thiên địa quỷ thần Giám sát thế gian Ghi chép thiên ác của người Những quỷ thần này Số lượng nhiều Không thể tính đếm được trong các tôn giáo cũng nói là đều có ghi chép lại sự khởi tâm động niệm lời nói việc làm của chúng ta đều không thể che giấu được ai nhất định phải tự mình biết tự mình khắc phục phiền não của chính mình khắc phục tập khí của chính mình sửa lỗi đổi mới nỗ lực mà tu hành chúng ta không cầu quả báo đời này mà cầu quả báo đời sau Đời sau có đại phước báo Đời sau nhất định được nâng lên cao hơn Mục tiêu lên cao của chúng ta là Thế giới cực lạc Hãy nghĩ xem cái tâm mà ta đang có Lời nói của ta Việc đối nhân sự thế tiếp vật của ta Có đủ tư cách để đi Tây Phương cực lạc không? Sau đó liền biết được Chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh Có nắm chắc được hay không? Các vị đồng học. Ngày hôm qua đã nói đến: Vì thế, trong trời đất có các vị thần. Trong coi tội lỗi của người đời, căn cứ con người đã phạm tội lỗi nặng hay nhẹ mà giảm bớt tuổi thọ của họ. đây đều là sự thật tuyệt đối không phải là phật bồ tát cổ thánh tiên hiền dùng phương thức này để quyên dạy thế nhân đoạn ác tu thiện nếu như chúng ta dùng thái độ như vậy để nhìn những sự việc này Vậy thì sai rồi Đó là Không biết lời của các Bậc Thánh Hiền nói Đều là lời chân thật Quyết định không có vọng ngữ Phương pháp phương tiện Khuyên dạy thế nhân rất nhiều Quyết định là không thể dùng đến phương pháp Hư cuồng giả dối bởi vì Người thế gian chỉ cần phát hiện ra Bạn có một lần nói dối Vì sao có nói cái gì nữa Thì họ cũng không tin Trên thế giới có rất nhiều quốc gia Như là nước Mỹ, Úc Châu Cũng là như vậy Bạn làm việc với cơ quan công quyền của chính phủ nếu có một lần lừa dối Có vọng ngữ Họ ghi chép lại trong hồ sơ Vì sao bạn có nói điều gì Họ cũng sẽ không tin Thế Pháp mà còn như vậy Huống hồ Là chư Phật Bồ Tát Những Bậc Đại Thánh Đại Hiền này Lời của các ngài đã nói Chúng ta nên chăm chỉ mà phụng hành Thế nhưng Phật Bồ Tát đã từng nói với chúng ta Trời đất tuy là có những vị thần Quan sát thiện ác của người thế gian nếu như Ý niệm của chúng ta chuyển đổi lại Thì tình trạng này liên quan toàn khác đi Thánh nhân của thế gian dạy bảo chúng ta Khắc niệm tác thánh Niệm là vọng niệm Khắc phục vọng niệm thì bạn chính là thánh nhân Mà thiên địa quỷ thần Đối với thánh hiền nhân Thì đều rất là tôn kính Đều rất là bảo hộ Tình trạng liên quan toàn khác nhau Đến cảnh giới của Phật Bồ Tát Thì càng cao hơn Cho nên trong chú giải có một đoạn Dẫn dụng của Kinh Hoa Nghiêm Phía sau là giải thích của Tổ sư Đại Đức Dạy bảo chúng ta Công phu khắc kỹ Phải từ chỗ khó khắc phục nhất Mà dụng công Khắc kỹ chính là sửa lỗi đổi mới chúng ta tự mình phải phản tỉnh ở ngay trong đời sống thường ngày lỗi lầm nào là lớn nhất thì từ ngay chỗ lỗi lầm lớn nhất đó mà bắt tay vào lỗi lầm lớn là cái rất khó sửa mà chúng ta đều sửa đổi được rồi thì lỗi lầm nhỏ sẽ rất là dễ dàng đặc biệt là ở trong hoàn cảnh hiện tại trước mắt này chúng ta thấy có những truyền thuyết từ xa xưa hiện tại thì lời đồn kiểu này rất nhiều trong xã hội thường xuyên có thể nhìn thấy Dường như điều tập trung Ở 1999 Năm 2000, năm 2001 Ngày trong 3 năm này Thế gian sẽ xảy ra tai nạn rất lớn Tai nạn từ đâu mà đến vậy? Do ác nghiệp Của chúng sanh chiêu cảm đến Đây là lý của cảm ứng Truyền thuyết Chưa hẳn là thật Thế nhưng Chúng ta tỉ mỉ quan sát xã hội này Thế đạo nhân tâm Nhân tâm bất thường Họ bài trừ Tất cả thiện pháp Hoan hỷ mà tiếp nhận Tất cả ác pháp Thập thiên nghiệp đạo Người ta nghe rồi lắc đầu Tạo mười ác nghiệp thì họ lại gật đầu Vậy thì còn cách gì nữa chứ Tham sơn si mạng Lừa dối người khác Niệm niệm đều muốn khống chế hết thảy người sự và vật muốn chiếm hữu hết thảy người sự và vật luôn làm những việc tổn người lợi mình kỳ thật là tôi đã nói rất nhiều tổn người thì nhất định không thể lợi mình họ đã hiểu sai rồi cho rằng tổn hại người thì có thể lợi mình nhưng hại người là hại chính mình bạn hiện tại đạt được cái lợi đó là rất ít Sau khi chết đi nhất định là đọa tam độ Cái khổ đó ác phải chịu rồi Thông suốt được đạo lý này Hiểu rõ sự thật này Thì trước mắt chịu khổ một chút có là bao Đời sau sẽ hưởng phước báo nhân thiên Càng thù thắng hơn nữa thì là niệm phật giảng sanh làm phật làm tổ đây mới là chân thật đại lợi ích nếu bạn muốn đạt được lợi ích chân thật này thì cần phải sửa đổi lỗi lầm của chính mình không thể không sửa không thể không thay đổi chỗ không giống nhau của tất cả chúng sanh và chư Phật Bồ Tát thì tâm Phật là chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi tâm Phật Tâm Bồ Tát là như vậy. Còn tâm phàm phu hoàn toàn trái nghịch lại. Tâm phàm phu là hư ngụy, là hư giả. Nhiễm ô, có cao thấp, có tự tư tự lợi. Chân thật sửa đổi thì phải từ nơi tâm mà sửa. Nếu như chân thật được tâm Chân thành thanh tịnh bình đẳng Thì nghiệp chướng của vô lượng kiếp Đều được tiêu trừ Giống như Trên Kinh Đại Thừa thường nói Tâm bao thái hư Lượng châu xa giới mọi người đều đã từng nghe qua rồi phật dạy là lấy từ bi làm gốc lấy phương tiện làm cửa từ bi là lòng yêu thương chân thành lòng thương yêu thanh tịnh bình đẳng thì gọi là từ bi tình yêu thương này là tận hư không khắp pháp giới chúng ta xem thấy trong các tôn giáo khác cũng thường nói thượng đế ái thế nhân do đây có thể biết hư không pháp giới chỉ có một thứ chân thật đó chính là yêu thương có thể yêu thương tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới đây mới là chân thật yêu thương chính mình Đạo lý này là chân tướng sự thật, nghiệp nhân quả báo mà trên kinh đã giảng nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chúng ta tu hành như vậy. Các vị nghĩ xem, những thiên địa tư quá chi thần này Họ còn có thể ghi chép Lỗi của chúng ta Đoạt đi số mạng của chúng ta nữa hay không? Không thể nào Cũng chính là ta đã vượt quá phạm vi Quyền hạn và trách nhiệm của họ Chỉ cần bạn Còn dung vọng tâm còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước vẫn còn muốn làm những việc không thể cho người ta trông thấy hoặc biết đến thì ta còn ở trong phạm vi trách nhiệm của thiên địa quỷ thần ta không cách gì vượt qua họ việc này phải nên hiểu phải nên biết trong chú giải có một công án nói về tiên sinh vương dụng dư của triều nhà minh đoạn công án này rất dài ý nghĩa rất sâu đáng để chúng ta cảnh giác từ đoạn công án này Đoàn công án này là thật Không phải là giả Hiểu được cái mà người thế gian Gọi là một hạt cơm một giọt nước Không gì là không định sẵn Ai định vậy? Là quả báo Mà tự mình đoạn ác tu thiện Tích công bồi đức mà đạt được vương dụng như tiên sinh ba đời đều tích đức từ ông nội đến cha ông rồi đến ngay cả đời ông chưa từng lừa gạt một người Dùng tâm thuần chánh đối nhân xử thế tiếp vật Có thể xả mình lợi người Hoan hỷ giúp đỡ người khác Hết lòng Hiếu để cho nên sự tích của cảm ứng liền rất rõ ràng thời xưa thi cử công danh tham gia kỳ thi cử của quốc gia chúng tôi đã từng nghe người ta nói qua tham gia thi cử có thể thi được hay không nhân tố thứ nhất là âm công nghĩa là âm đức mà ta đã tích được đầu tiên là âm công con người này tổ tông nhiều đời thích âm đức khi đến đời sau người này sẽ phát đạt cho nên kiết hung họa phước là do tu mà có điều này phải hiểu được chưa được minh tâm kiến tánh Tất cả đều là tu đức Chúng ta Phải đặc biệt lưu ý Ngày hôm trước Tôi nghe nói Pháp Sư Tường Vân bị bệnh Bệnh rất đột ngột Nghe nói bây giờ ông đang ở trong bệnh viện Bất tỉnh nhân sự Tại vì sau khi ra đi người xuất gia Chúng ta không thể sánh được với người tại gia vậy Chúng ta ở nơi đây Nhìn thấy người tại gia niệm Phật giảng sanh Thoại tướng hy hữu năm ngoái hội trưởng của hội quan âm cứu khổ là lâm y Sanh, giảng Sanh tôi có đi thăm ông cũng có rất nhiều đồng tu đến trợ niệm cho ông khi ông ra đi thần trí rõ ràng tỉnh táo ông nói với mọi người tôi không nhìn thấy các vị nữa chỉ nhìn thấy một dần kim quan mà thôi ông liền ra đi thấy Phật Bồ Tát tiếp dẫn giảng sanh. Chúng tôi nghe được rất nhiều. Thậm chí người đọc kinh niệm Phật có rất nhiều cảm ứng không thể nghĩ bàn. Những cảm ứng này chúng ta biết nhưng chúng ta không nên nói. Chỉ cần dùng tâm chân thành mà tu học. Đoạn ác tu thiện, sửa lỗi, đổi mới, lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thì quyết định được sanh Ở đoạn này sau cùng cũng có nêu lên một câu chuyện nhỏ Thời nhà Tống có một vị An Thiệt Sư ở chùa Quang Hiếu Trong thiên định Ông nhìn thấy Có hai người xuất gia đang đàm đạo Ban đầu hai người này đàm đạo bên cạnh có thiên thần ủng hộ thế nhưng trải qua không bao lâu mấy vị thiên thần này đều đi mất sau khi đi rồi thì có một số ác quỷ đến quỷ đến vây quanh họ nhổ nước bọt và mắng chửi họ nguyên nhân gì vậy khi hai vị xuất gia này cùng nhau nói chuyện ban đầu là bàn luận phật pháp nên thiên thần ủng hộ sau khi nói phật pháp xong họ bàn chuyện gia đình nên thiên thần đi mất sau đó lại nói đến danh vọng lợi dưỡng ác quỷ liền đến các vị phải nên biết khi khởi tâm động niệm ta niệm một niệm chân thiện thì chư phật hộ niệm long thiên thiện thật ủng hộ một ác niệm vừa sanh thì khiến yêu ma quỷ quái liệt kéo đến cho nên Thảo luận chuyện thế gian Đều bị quỷ thần khiển trách Nếu như nghĩ đến Danh vọng lợi dưỡng Thì đó là tạo tội nghiệp rồi Chúng ta nghĩ thử xem Con người hiện tại thân khẩu ý ba nghiệp đã tạo Thực tế mà nói So với những người xuất gia này Chỉ có hơn chứ không kém Họ vẫn còn thảo luận Phật Pháp Nhưng hiện tại gặp mặt Thì đều nói là danh vọng lợi dưỡng Mấy ai còn thảo luận Phật Pháp nữa chứ Cho nên thế gian này Pháp nhược ma cường Chúng ta cần phải hiểu rõ ràng Hoàng Pháp lợi sanh Làm gì mà không gặp chướng ngại chứ Chỉ cần chúng ta tâm chánh Hạnh chánh Có được thời gian một ngày Thì làm việc tốt một ngày Trong việc tốt Thì thù thắng nhất chính là hoàng pháp lợi sanh có một số người đến hỏi tôi chúng ta phải nên làm thế nào để xây dựng một đạo tràng xây dựng đạo tràng không khó khó là ở cái tràng này có đạo hay không cái gì là đạo Nhất định phải có giảng kinh Ngày nay Khắp nơi trên thế giới Có rất nhiều người đến Singapore để tham học Tán tháng đạo tràng này Đạo tràng này thù thắng, hưng thịnh Tại vì sau đó hưng thịnh tại vì sao nó thù thắng đạo tràng này mỗi ngày đều giảng kinh một năm ba trăm sáu mươi ngày chưa từng gián đoạn niệm phật đường niệm phật ngày đêm hai mươi bốn giờ không gián đoạn mỗi ngày đều như vậy cho nên khiến đạo tràng này hưng vượng trên dưới mấy ngàn người không ai có ý kiến mọi người hòa thuận cùng chung sống ngày ngày đều phải giảng kinh ngày ngày đều phải niệm phật nếu ba ngày không giảng kinh ba ngày không niệm phật thì ý kiến liền đến mọi người liền nghĩ ngợi lung tung mỗi người có phân biệt của mỗi người mỗi người có chấp trước của mỗi người Vậy thì không phải là đạo tràng nữa rồi các vị phải nên hiểu đạo lý này chúng ta phải tích cực bồi dưỡng nhân tài hoàn pháp nhân tài hoàn pháp từ đâu mà bồi dưỡng ra vậy huấn luyện từ trên giảng đài mà ra ta không thể ngày ngày lên giảng đài thì ta làm sao có thể giảng được hay chứ nếu ta muốn đem một bộ kinh giảng cho hay giảng cho thấu triệt thì mỗi ngày ta phải lên giảng đài mà luyện tập thành khẩn cung kính mà tiếp nhận chỉ giáo phê bình của đại chúng cố gắng sửa lỗi đổi mới thì tự mình mới có thể tiến bộ chân thật muốn giảng được tốt không những phải biết phương pháp kỹ xảo giảng kinh mà còn phải chân thật có đạo tâm mỗi chữ mỗi câu đều từ trong tâm tánh mà lưu lộ ra đó mới là thật đây chính là tự mình phải có công phu chân tu. Không có công phu chân thật thì tuy có những kỹ xảo này nhưng ta vẫn cứ không đạt được hiệu quả, nhất định là phải tự hành hóa tha. Tự mình tu hành có công phu mới có thể chân thật giúp đỡ được người khác. Mới có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo giao. Câu này trong cảm ứng thiên nhắc nhở chúng ta Cảnh sách chúng ta Khiến cho chúng ta Biết được Thật đúng như Thế nhân đã nói ngẩng đầu ba thước Có thần minh Đây nhất định không phải là vọng ngữ Nhất định không phải là lừa gạt người chúng ta phải nên có sự cảnh giác chăm chỉ nỗ lực tu học hy vọng nâng cao cảnh giới của chính mình siêu dược phạm vi quyền hạn của quỷ thần vậy thì ta thật sự thành công